Kính thưa quý anh chị nhà đầu tư trên toàn quốc, thì hiện tại Thái đang đứng ở một cái ngã năm của phường Tân Định quận 1. Đây là ngã năm của đường Trần Quang Khải nè, đường Trần Khắc Chân. Đây là đường Hữu Cầu và chợ Tân Định. Đây là đường Nguyễn Phi Khanh và đây cũng là một đoạn của đường Trần Quang Khải nữa. Thì chào mừng quý anh chị đã đến với kênh nhà SGTV. Tài sản này Thái đang được nhận chào giá là 110 tỷ đồng, với bề ngang mặt tiền đường Nguyễn Phú Cầu là 8,5 m và mặt tiền đường Trần Quang Khải là 11 m, và đang có cái hợp đồng thuê với cặp cây tinh là 1 tỷ đồng 1 năm. Thì với cái giá thuê này thì chúng tôi sẽ có một cái thu nhập rộng là 3,2% giá vốn đầu tư. Và đây là cái con đây là cái đường Nguyễn Hữu Cầu sẽ đi thẳng ra ngoài chợ Tân Định và giao với đường Hà Tân. Đây là chính của đường Trần Quang Khải, đây là đường chính của Trần Quang Khải đi ra ngoài chợ Tân Định, và đây là đường Trần Khắc Chân đi qua cầu và sẽ qua đường Quốc lộ. Và cái hải lâm này đây là nhiều thứ anh chị thương lượng nếu mà đi thăm thuê ở đây, như là có cái đối diện cà phê thì có cái cà phê hay nè, bên đây thì có cửa hàng thế giới động và đường máy xanh, bên này thì có một cái trung tâm thương lượng đi đường Nguyễn Phi Khanh để mà ra ngoài này. Thì đây là một cái vị trí vô cùng khó khăn, đặc biệt đang được chờ bán. Thì mặc dù đây là tài sản giá khá là cao, nhưng được một cái là cái tính thanh khoản rất tốt. Thì cái khi mà cái đất này cũng có khăn từ này, và trước kia nó cũng là cái phương tiện là đất nước đi ra. Chính vì một vị trí đặc biệt và những cơ tưởng cao như vậy, cho nên là thường cái khoảng thời gian mà sẽ được ra rất là nhanh. Thì đây gọi là tính thanh khoản cao trong cái hợp đồng thương mại. Và nếu như quý anh chị nhà đầu tư quan tâm vào thị trường sau về cái tài sản bất động sản số 2 của Bình Thuận thì đây thì liên hệ với kênh nhà chờ nhé. Dạ, quý anh chị.